Nhiệt liệt chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Và hôm nay chúng ta cùng bàn thảo về một chủ đề rất là thú vị. Đó chính là chủ đề tố chất của lãnh đạo. Và khi bàn thảo về tố chất của lãnh đạo, chúng ta cùng đến với vị tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ. Đó là John Quincy Adams, 1767-1848. Ông chính là con trai của vị tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ, đó chính là John Adams. Trong nhiệm kỳ của mình, John Quincy Adams đã giúp nước Mỹ trả hết nợ công, và đây là một kỳ tích trong các đời tổng thống của Hoa Kỳ. John Quincy Adams đã nói về tố chất của lãnh đạo như thế này: nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự. Điều này có nghĩa là gì? Một nhà lãnh đạo tài ba về cơ bản cũng giống như một người bình thường khác. Điểm khác biệt của nhà lãnh đạo tài giỏi này đó chính là biết cách thôi thúc cấp dưới của họ đi lên và gặt hái được nhiều thành công. Vậy một nhà lãnh đạo cần phải có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, hướng dẫn, huấn luyện và tạo động lực làm việc cho cấp dưới của mình. Nội dung của thôi thúc, hướng dẫn của lãnh đạo đối với cấp dưới của mình trong câu nói của Adam PC cũng rất là rõ ràng: ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn và trở nên tốt đẹp hơn. Triết lý này không chỉ dành cho lãnh đạo mà là dành cho mọi người. Bất cứ ai có tố chất này, họ nghiễm nhiên trở thành nhà lãnh đạo. Điều quan trọng hơn là họ trở nên có giá trị đối với cộng đồng. Hôm nay chúng ta cần phải làm gì? Hãy lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, hướng dẫn, huấn luyện và tạo động lực cho chính các đồng nghiệp của mình. Bằng cách đó, bạn sẽ tự động trở thành nhà lãnh đạo. Và bây giờ thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chúc một ngày mới an vui, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và tràn trề năng lượng để giải quyết công việc của mình cách xuất sắc nhất. Và như thường lệ, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi cũng cầu chúc cho các bạn có thật nhiều những thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và chúng tôi cũng luôn mong ước được gặp lại quý vị, các anh chị và các bạn trong buổi sáng sớm tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.